Thưa quý vị, tháng 12 thì chắc hẳn chúng ta đều cảm nhận được khí trời lành lạnh trong những buổi sáng sớm hay là chiều tối. Và tiết trời này làm cho chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu. Tuy nhiên với trẻ nhỏ, khi trời lạnh thì lại thường hay mắc bệnh do sức đề kháng yếu. Như vậy thì làm thế nào để bé luôn khỏe trong thời gian này? Tham gia cùng chương trình Thưởng thức và cuộc sống ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 1 Nhi Đoàn Thị Thúy Nga, Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Long An sẽ giúp cho quý vị có những thông tin cần thiết để chăm sóc tốt hơn cho bé. Trước khi đến với phần trò chuyện cùng bác sĩ Thúy Nga thì chúng tôi cũng mời quý vị cùng xem một đoạn phóng sự sau đây. Chị Nguyễn Thị Hồng Chân ở ấp 2 xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa đưa con đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Sau khi được bác sĩ thăm khám, bé đã phải nhập viện. Ngoài chứng bệnh động kinh có từ trước, bé còn phải điều trị chứng viêm phổi mới phát trong những ngày gần đây. Viêm phổi là một trong rất nhiều bệnh về đường hô hấp trẻ nhỏ hay mắc khi thời tiết thay đổi. Các bác sĩ điều trị tại đây cho biết, vào thời điểm cuối năm, tiết trời se lạnh như hiện nay, lượng trẻ đến khám điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An trung bình khoảng 100 ca bệnh mỗi ngày. 2/3 trong số đó mắc bệnh về đường hô hấp. Thời tiết chuyển mùa, thay đổi từ nóng sang lạnh, độ ẩm trong không khí thấp là những yếu tố thuận lợi cho virus, vi khuẩn gây bệnh phát triển. Yếu tố này kết hợp với hệ thống miễn dịch của trẻ chưa hoàn chỉnh khiến trẻ dễ mắc các bệnh đường hô hấp. Cũng nghĩ ấm cho nó mà kiểu như tiết trời đó rồi nó bị nó ho, mới đầu nó ho không à, rồi nó bắt đầu nó sốt. Sốt mới ở nhà đo độ thử là có 38.5 à, rồi sau tới khoảng chừng tới chiều cái nó nóng quá chừng cái nó ói. Ói cái mới ẩm đi tới bệnh viện. Rồi thử ra mới nhập viện cái đây thì nó bị viêm hô hấp á. Giờ về cũng phải giữ ấm cho nó, không dám để cho nó lạnh. Nhiều khi bé đi nó đi chơi rồi nhiều khi tiết trời nó lạnh á, thành thử ra mình cũng sơ ý. Rồi không có giữ ấm cho bé nó bị ho, bị sốt rồi thành thử ra mình bây giờ về mình phải cẩn thận với cháu chứ không dám bỏ nó nữa. Nó ho và cái nó sốt. Sốt cái xuống đây khám rồi cái mình cho nó uống thuốc. Ở dưới đây bác sĩ dặn là 3 ngày không hết thì tái khám lại, nhưng mà nó có 2 ngày, mới ngày đầu thì nó hết sốt mà ngày sau uống cái nó không hết, uống 2 lần vậy không hết cái ẩm xuống. Ẩm xuống dưới đây thì bác sĩ cho nhập viện. Nhập viện rồi cũng có 3 bữa cái nó 2 bữa là nó hết sốt liền, cái rồi tới nay là 5 bữa nay xuất viện về. Vì giữ ấm cho nó đừng cho nó bị lạnh. Thế bị lạnh sợ nó cảm lạnh, ho rồi sốt, ho sổ mũi cái không viêm cái quản thì cũng viêm phổi. Trẻ con chưa khỏe chính là điều mong muốn của tất cả các ông bố bà mẹ cùng những thành viên khác trong gia đình. Vì vậy, cho bé ăn đủ chất, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giúp bé nâng cao thể trạng là những điều vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó, cũng cần phải chú ý đến những dấu hiệu của bệnh, phát hiện sớm các bệnh thường gặp để kịp thời điều trị tốt cho bé. Dạ, thưa bác sĩ, đầu tiên thì cũng rất là cảm ơn bác sĩ đã tham gia cùng chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, như phóng sự ngắn vừa rồi cũng đã đề cập đến thì trong những ngày trời lạnh thì bé rất là thường hay mắc bệnh mà đa số là bệnh hô hấp. Như vậy thì cụ thể đó là những bệnh gì ạ? Thưa quý vị, như chúng ta biết hàng năm đến cái mùa gọi là thời tiết thay đổi từ mùa nắng sang mùa nóng sang mùa lạnh thì như chúng ta thấy những ngày gần đây thì trời hơi se lạnh. Thành ra là những trẻ thường hay, nhất là những đứa trẻ nhỏ dưới 5 tuổi hay bị mắc những cái bệnh nhiều, cao nhất cao điểm của thời điểm này là bệnh về đường hô hấp. Bệnh đường hô hấp thì chúng ta sẽ phân thành hai cái nhóm, một nhóm là bệnh đường hô hấp trên là gồm có viêm mũi họng rồi sốt hoặc là viêm amidan, viêm tai giữa, viêm thanh quản. Còn bệnh đường hô hấp dưới thì là viêm phổi hoặc viêm phế quản, viêm tiểu phế quản. Những ngày đầu của tháng 11 thì chúng tôi thấy cái bệnh lượng bệnh tăng lên, đa số là bệnh đường hô hấp đến khám ở phòng khám của chúng tôi là một ngày là trung bình khoảng chiếm khoảng trên 2/3 số lượng trẻ đến khám, có nghĩa là số lượng trẻ đến khám là khoảng từ 80 đến 100 bệnh trẻ dính mắc bệnh về đường hô hấp. Dạ, như vậy thì cái mức độ nguy hiểm của cái nhóm bệnh về đường hô hấp thì như thế nào ạ? Về mức độ nguy hiểm thì chúng tôi nhận thấy là một số kiến thức về bà mẹ chưa có nhận định được là trẻ bị mắc bệnh như thế này, hoặc là trẻ có dấu hiệu nặng như là trở thở khò khè, co lõm ngực, hoặc là trẻ bỏ bú kém thì bà mẹ đem đến trễ
Thành ra là những cái trường hợp này đến là đã biểu hiện là có dấu hiệu siêu hấp, thường là siêu hấp nhẹ, có mà rất ít trường hợp là siêu hấp nặng. Thường siêu hấp nặng xảy ra những trẻ có cái bệnh nền kèm theo là suy dinh dưỡng hoặc là bệnh tim bẩm sinh hoặc cái bệnh gì mà trẻ đã mang từ hồi nhỏ tới bây giờ mà suy dinh dưỡng mãn mình không điều trị được đó, thì là cái sức đề kháng kém nên là nó sẽ làm cho tình trạng của trẻ nặng hơn. Và có một biểu hiện thường gặp khi mà mắc bệnh đó là trẻ hay nóng rồi khò khè. Và cái việc đầu tiên mà các bà mẹ hay làm đó là mặc cho bé càng dày càng tốt. Chẳng hạn như là khi mà trời lạnh lạnh thì lại mặc 2-3 cái áo ấm rồi quấn khăn hay là mang khẩu trang. Thì cái việc làm này có nên hay không ạ? Thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy là mùa này thì đã hơi lạnh rồi, thành ra là khuyên các bà mẹ nên giữ ấm trẻ là tốt. Khi trẻ có sốt, biểu hiện là sốt hoặc là ho sổ mũi, có khò khè thì chúng tôi khuyên là nên hạ sốt thì cho trẻ mặc đồ thoáng mát, không nên mặc ấm quá, mình chỉ giữ ấm khi những trẻ bình thường ban đêm trời se lạnh thì mình mới giữ ấm thôi. Còn khi mà trẻ sốt thì phải cho trẻ mặc đồ thoáng mát ra, rồi phải theo dõi dấu hiệu, nếu khò khè có thở mệt, thở nhanh, thở mệt thì là trẻ sẽ co lõm rút lồng ngực á. Như hồi nãy chúng ta đã xem cái phương phóng sự á, thì nên đem trẻ đến cái cơ sở y tế gần nhất để mà khám trẻ để điều trị. Thì thường là đa phần là lúc đầu là biểu hiện của đường hô hấp trên, nếu chúng người thì mình không phát hiện để cho trẻ đi khám điều trị trước thì là trẻ sẽ diễn biến, nó sẽ đưa xuống dưới gọi là bệnh nặng hơn là đường hô hấp dưới, là viêm phổi hoặc viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi nặng. Thì là lúc này là trẻ sẽ có co lõm ngực, là khò bỏ bú hoặc là thở khò khè, là hoặc là nặng nữa thì tím tái và hôn mê. Chúng ta cũng có một câu đó là phòng bệnh thì thường cũng hơn là chữa bệnh. Nhân đây thì bác sĩ có thể là chia sẻ với các bậc phụ huynh một số cách để mà chủ động phòng bệnh cho bé trong những cái ngày lạnh như thế này ạ? Thưa quý vị, về vấn đề phòng bệnh là rất là quan trọng. Chúng mình nên là phòng bệnh tốt hơn là chữa bệnh. Thì phòng bệnh trong mùa này, thứ nhất như nãy nói trên là chúng ta nên giữ ấm trẻ khi trời lạnh, rồi cho trẻ ăn uống đầy đủ các chất. Nếu mà trẻ có suy dinh dưỡng thì phải điều trị tốt về vấn đề suy dinh dưỡng để nâng cái thể trạng lên, để tăng cái sức đề kháng cho trẻ, để cho trẻ ăn uống đầy đủ các chất, ăn đồ ăn lỏng. Khi trẻ bị bệnh khó ăn thì ta nên ăn lỏng dễ tiêu. Rồi chăm sóc trẻ thì phải theo dõi những dấu hiệu nặng, là như là trẻ có thở khò khè, có lõm ngực, sốt cao mà bỏ bú hay là ăn uống kém thì chúng ta phải nên cho trẻ đi khám bệnh ngay. Về vấn đề nâng thể trạng xong thì chúng tôi khuyên là nên cho trẻ đi tiêm ngừa đầy đủ các cái bệnh theo cái chương trình tiêm chủng quốc gia, để góp phần là trẻ tránh những cái bệnh nền mà trẻ sẽ mang. Thì cái đó cũng là vấn đề mà tốt để góp phần để cho trẻ phòng chống được cái bệnh nhiều hơn. Đặc biệt là cái mùa cảm cúm thì nên là cho trẻ đi chích cảm cúm. Nói đến cái chế độ dinh dưỡng thì chúng ta có nên chú ý đến là bổ sung thêm những cái chất gì hay là những cái thành phần thực phẩm gì trong bữa ăn hàng ngày cho bé không ạ? Thì vấn đề dinh dưỡng bình thường thì chúng ta nên ăn đầy đủ 4 nhóm, trong đó là có tinh bột nè, đạm nè, rau, rau củ quả là mình tính một cái nhóm sinh tố, còn nữa là dầu ăn. Dầu ăn hoặc là mỡ, mà mỡ thì trẻ nhỏ nó không kiêng cữ đâu, thành ra chúng ta phải cho trẻ ăn, tránh kiêng cữ trong những cái thói quen của các bà mẹ, các bậc phụ huynh. Khi trẻ bệnh thì lại chúng ta lại kiêng ăn, không cho trẻ ăn theo cái chế độ ăn bình thường. Thì mình phải khuyên các bà mẹ là lúc bệnh là vẫn phải cho trẻ ăn uống theo chế độ bình thường. Nếu trẻ ăn kém, ăn không được, ăn ít thì ta phải chia thành nhiều bữa nhỏ để giúp cho trẻ không có bị đói, cần cái năng lượng đó để chống lại cái bệnh nữa. Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ đã tham gia cùng chương trình ngày hôm nay và đã mang đến cho chương trình những thông tin rất là bổ ích ạ. Thưa quý vị, qua phần trò chuyện vừa rồi cùng bác sĩ Đoàn Thị Thúy Nga, Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Long An, thì chúng tôi mong rằng quý vị đã có thêm những phương pháp cần thiết để chăm sóc tốt cho bé trong những ngày trời lạnh như thế này. Và đến đây thì chương trình Thưởng thức và Cuộc sống cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.